Vào khoảng 19 giờ 30 phút tối qua, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại thị trấn Thổ Tàng, huyện Vĩnh Tường. Vụ hỏa hoạn bước đầu xác định không gây thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại rất lớn về tài sản của các hộ kinh doanh. Vụ hỏa hoạn bước đầu được cho là xảy ra tại xưởng sản xuất các sản phẩm bao bì, túi nhựa của hộ kinh doanh Xuân Dậu, sau đó cháy lan sang 5 hộ liền kề. Khu vực cháy của các hộ vừa là nơi kinh doanh, đồng thời là nơi ở, vừa là xưởng sản xuất, kho chứa hàng có quy mô lớn, trong đó có nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy, nên khi xảy ra cháy, ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát và lan rộng. Là 7 giờ 25 là bắt đầu cháy. Khi phát hiện cháy cái là chúng tôi chạy sang là bắt đầu là để cùng bà con hàng xóm và tất cả dân làng phục vụ là để cứu hàng ra. Đấy là cứu hàng ra. Khi bắt đầu cháy cái thì nó quay rồi không thể bảo kịp được. Còn là chuẩn bị phòng cháy cháy rất tốt nhưng không bảo kịp được. Chúng tôi còn chạy còn xách cả bình bé như là bảo vào không còn không giải quyết được gì được. Thế là cuối cùng là phải điện cho bên cứu hỏa người ta về. Nó thiệt hại kinh tế quá nhiều. Sổ sách máy tính bán nợ hàng 100 tỷ. Vừa dàn máy móc của con tôi phải 100 tỷ rồi, còn hàng hoa máy tính sổ sách bán nữa là vài chục tỷ. Nhà tôi thì các cháu nó buôn bán về sản xuất về túi bóng, tất cả các loại, nó nhiều loại hàng lắm chú ạ, mấy trăm mặt hàng kia, mấy nghìn mặt hàng hơn mấy trăm nữa. Vừa bán vừa ở tất cả đây chứ không phải là riêng để hàng không, vừa bán vừa ở mỗi nhà cô này là toàn để hàng thôi, nhà cô mấy chục tỷ toàn là đồ nồi nhựa thôi chú ạ, nồi cơm điện thôi. Ai cái ô tô nhà cô ấy nữa. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng phương tiện với 27 xe chữa cháy, xe thang, xe cứu nạn, cứu hộ và 2 máy xúc của người dân cùng tham gia chữa cháy, khống chế ngọn lửa. Chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng phương tiện cùng với các hộ gia đình di chuyển các cái tài sản của những cái hộ ở cuối hướng gió để tránh cái việc cháy lan sang, và chúng tôi chữa cháy ở những cái nhà mà có nguy cơ cháy lan sang các cái hộ dân bên cạnh. Sau đó chúng tôi di chuyển tài sản và chữa cháy dập tắt được đám cháy ở các cái nhà mà ở cuối hướng gió. Sau đó chúng tôi đã tập trung sang cái chỗ cháy của cái điểm cháy xuất phát đầu tiên. Nhận được tin có đám cháy xuất hiện ở dưới tang thì chúng tôi đã có mặt kịp thời, phối hợp với lực lượng phòng cháy cháy để tổ chức chữa cháy. Cái lực lượng công an của huyện để mà phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông để cho các xe chữa cháy kịp thời đến hiện trường. Cái thứ ba là huy động toàn bộ lực lượng nhân dân xung quanh vận chuyển toàn bộ hàng hóa của các hộ xung quanh ra khỏi nhà mình để đảm bảo cho không bị lan sang các hộ xung quanh. Đến khoảng 22 giờ đêm, vụ cháy đã được các lực lượng chức năng cơ bản khống chế. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cho biết, đã có 6 hộ kinh doanh đã bị ngọn lửa thiêu rụi tài sản, hàng hóa, thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh khuyến cáo các cơ quan đơn vị và các gia đình cần tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt phải quản lý chặt các đầu mối dễ gây cháy như nguồn lửa, thiết bị điện, nguồn nhiệt, những vật chất, hóa chất có thể hóa cháy khi nhiệt độ tăng.